quá là lo hệ mụn đầu đen đồ kìa. Không cần đâu. Lấy cho đen với bột để về rửa mặt thử kìa. Đưa 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 một lấy gói bột á. Có cách sử dụng nó rồi về hồi ấy thì đen thì hầu nếu mà ưng rửa thì phải để cho nó lành 2-3 ngày rồi mới rửa nghe. Rửa vô tư đó, rửa đắp chìm được hết. Tổng năm